Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ 17 Đà Nẵng thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường như hiện nay, thì sự chung tay và ý thức tự giác của mỗi người dân trong phòng chống dịch là rất quan trọng. Đây là điểm kiểm soát y tế trên tuyến đường vào hai khu chung cư trên địa bàn phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, được thiết lập thời gian qua. Là nơi tập trung nhiều hộ dân và lượng lớn sinh viên ở trọ, việc kiểm soát y tế chặt chẽ khu vực này là rất quan trọng để phòng chống dịch bệnh. Mình chỉ ở được ở bên trong ký túc xá thôi, ra vào thì sẽ được kiểm soát. Ngoài ra thì sẽ được cung cấp các thiết bị vệ sinh như kiểu là nước rửa tay khô hoặc là khẩu trang anh. Mình cảm thấy yên tâm chứ, an toàn nữa, bởi vì mình tránh được nhiều thứ. Đến nay, qua đợt thứ hai thực hiện cách ly xã hội, về cơ bản, người dân đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp về cách ly xã hội. Tuy nhiên, ghi nhận thực tế cho thấy vẫn còn một bộ phận người dân vẫn chủ quan. Sau thời gian đầu vắng, thì những ngày qua, lượng người ra đường ngày càng đông hơn. Là giãn cách xã hội toàn thành phố, tôi cũng coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà phải làm sao để cho mỗi người dân, người ta thấm, người ta hiểu được và thực hiện một cách nghiêm túc cái chủ trương này. Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng, tính riêng từ ngày 27 tháng 7 đến nay, các đơn vị địa phương đã xử lý 451 trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch. Tổng số tiền trả xử phạt là hơn 551 triệu đồng. Trong đó, vi phạm nhiều nhất vẫn là không đeo khẩu trang, tập trung đông người. Dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường. Vì vậy, mỗi người dân cần nâng cao tinh thần tự giác, chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, nhất là việc cách ly xã hội, để góp phần cùng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị thành phố, nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.